Bây giờ là bài 101 tương với phần 5 bài 30 quyển 2. Tỷ y bài lính y cửa. Bây giờ hãy nhắc lại từ lên lớp, vào học. Sảng cửa. Hai tiết, chỉ hai tiết học. Lẻng chía. Lẻng. Chía. Lẻng chía. Lẻng chía. Học hai tiết học. Sàng lẻng chía cửa. Sàng lẻng chía cửa. Có lúc học hai tiết học. Yêu sư hầu sàng lẻng chía cửa. Yêu sư hầu sàng lẻng chía cửa. Buổi chiều có lúc học hai tiết học. Xa ủ yếu sư hầu sang lẻng chía cửa. Xa ủ yếu sư hầu sang lẻng chía cửa. Có lúc tự học. Yếu sư hầu tự chỉ xuế xí. Yếu sư hầu tự chỉ xuế xí. Tự học cũng có thể nói là tự xí. Tự xí. Tự xí. Bây giờ hãy nhắc lại từ nhà thể dục thể thao. Thể dục quán. Thể dục quán. Thể dục quán. Thể dục quán. Có nhà thể dục thể thao hay không? Yǒu mèi yǒu tǐ yù guán? Đi ra nhà thể thao, nhà thể chất. Qù tǐ yù guán. Đi ra nhà thể thao rèn luyện thân thể. Qù tǐ yù guán duàn liàn shēn tǐ. Qù tǐ yù guán duàn liàn shēn tǐ. Sau 4 giờ tôi đi ra nhà thể thao rèn luyện thân thể. Sì diǎn yǐ hòu wǒ qù tǐ yù guán duàn liàn shēn tǐ. Sì diǎn yǐ hòu wǒ qù tǐ yù guán duàn liàn shēn tǐ. Bây giờ là từ bơi. Yǒu yǒng. Yǒu. Yǒu. Yǒng. Yǒng. Yǒu yǒng. Yǒu yǒng. Biết bơi. Huì yǒu yǒng. Huì yǒu yǒng. Không biết bơi. Bú huì yǒu yǒng. Bú huì yǒu yǒng. Trong đó động từ đơn âm tiết để chỉ bơi là yếu. Yếu. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói dùng một ngữ trạng thái với chữ tơ đắc để nói bơi rất giỏi. Yếu dùng yếu đờ hẳn hảo. Yếu dùng yếu đờ hẳn hảo. Từ yếu dùng là động từ ly hợp. Khi dùng với một ngữ trạng thái, từ yếu sẽ được coi là động từ, từ dùng sẽ được coi là tân ngữ của yếu. Nên không thể dùng tơ đắc ngay sau yếu dùng mà phải dùng sau từ yếu. Sẽ thành yếu dùng yếu đờ hẳn hảo. Yếu dùng yếu đờ hẳn hảo. Tương tự hay dùng một ngữ trạng thái với các động từ có tân ngữ hoặc động từ ly hợp để nói. Nói tiếng Trung nói rất tốt. Suo hài yu suo de hen hao.
说汉语说得很好。Viết chữ Hán rất đẹp. Nguyên văn là viết chữ Hán viết rất đẹp. 写汉字写得很漂亮。写汉字写得很漂亮。Ăn cơm rất nhanh. Chư phản chư đờ hẳn khoai. Chư phản chư đờ hẳn khoai. Làm cơm rất ngon. Zuo phản zuo đờ hẳn hào chư. Zuo phản zuo đờ hẳn hào chư. Uống bia uống rất nhiều. Hơ pí chiều hơ đờ hẳn tua. Hơ pí chiều hơ đờ hẳn tua. Bây giờ là từ đánh bóng. Tả chiếu. Tả. Tả. Chiếu. Chiếu. Tả chiếu. Tả chiếu. Thích đánh bóng. Xí khoan đả chiếu. Xí khoan đả chiếu. Không biết đánh bóng. Bú khuẩy đả chiếu. Bú khuẩy đả chiếu. Trước giờ đều không đánh bóng. Nguyên văn là trước giờ không đánh bóng. Chúng lái bù đả chiếu. Chúng lái bù đả chiếu. Mỗi ngày đều đánh bóng. Mày thiên đâu đả chiếu. Mày thiên đâu đả chiếu. Đánh bóng đánh rất khá. Đả chiếu đả được bù chua. Đả chiếu đả được bù chua. Bây giờ hãy nhắc lại từ đầu. Buổi chiều có lúc học 2 tiết học. Xa ủ yếu sở hữu sang lần chế khờ. Xa ủ yếu sở hữu sang lần chế khờ. Có lúc tự học. Yếu sở hữu tự chỉ xuyên xí. Yếu sở hữu tự xí. Sau 4 giờ tôi ra sân thể thao rèn luyện thân thể. Sự đến ý hậu của chủ thí ủy quán toàn luyện sân thị. Sự đến ý hậu của chủ thí ủy quán toàn luyện sân thị. Chạy bộ, bơi, đánh bóng. Thảo bộ, yếu dụng, đả chiếu. Thảo bộ, yếu dụng, đả chiếu. Hoặc là theo thầy giáo học đánh thái cực quyền. Hoặc là cân lão sư xuyên đả thái cực quyền. Hoặc là cân lão sư xuyên đả thái cực quyền. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cũ mới. Chiều, xin. Cứ đi thẳng về phía đông. Y chữ hoàng tung dầu. Người lái xe taxi. Chu du chưa sư chi. Phát âm không chuẩn.
Phát âm không标准. Chúc mừng. Chúc hợ. Tiêu chảy. La đủ dữ. Đã bị viêm đường ruột. Tớ là tráng y yến. Cảm thấy tịnh mịch, trống trải. Cảm thấy chi mùa. Hoàn cảnh xung quanh quá loạn. Châu ấy hoàn cảnh thải loạn. Sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời. Sáng xào ủ tâu yếu giáng quang. Nếu mà không vừa ý. Yào sư bù mãn ý. Phía dưới núi có một con sông nhỏ. Sáng xà biên yếu ý thiếu xào hờ. Thành tích sẽ không quá tốt. Chẳng chỉ bù hồi thải hảo. Viết thành cái này rồi. Xìa chẳng chê gờ lọ. Luyện tập hội thoại. Luyện xí hội hỏa. Nghe thấy Anna ở ngoài cửa gọi chúng tôi. Thính giận Anna giải mấn ngoài chào của mình. Đại khái đã quen rồi. Chẳng đùa ý chinh xí quả lọ. Uống cốc sữa bò. Khơ bê níu nải. Học hai tiết học. Sàng lẻng chế cửa. Chạy bộ, bơi, đánh bóng. Thảo bù, yếu dũng, đá chiếu. Tàn bộ một lát. Sài ý hồi bù. Nửa tiếng. Bàn cái xào sứ. Ôn tập bài khóa. Phủ xí cung cửa. Phải nhớ kỹ. Yào chỉ chủ. Thông thường cần. Ý ban yào. Phải đọc thuộc. Yào niệm sú.